Chào mấy em, chào mấy em. Ừ đó, cậu ba xin chào mấy đứa nha. Hãy kêu em là cậu ba xin, cậu ba xin nha mọi người ơi. Mọi người ơi. Đó, là cậu ba về coi bói coi ơi cho mấy con nha, cấm cậu sạc à. Hello, lên tới đây thấy ghê giọng nội hả? Trời ơi, đang tóc trắng với mẹ ơi, đang tóc trắng nha, 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 nha. Em là cậu ba xình nha, cậu ba xình ngày hôm nay lên đồng lên bóng coi bói cho mấy má. Thì giờ mấy má nhanh tay lại chuyên xe chim sơ giùm cậu ba đi mấy em ơi. Xình mới té quý vị, mới té xuống xình mấy má. Ui, mới té cái bẹp xuống xình như vậy nha. Anh Lâm thấy em rồi, giờ mọi người xe chim sơ giùm cho cậu ba xình nè mấy con ơi. Ngày hôm nay coi bói nha, cậu ba xình đã làm nhập về. Ngày xưa là cục xình thần tinh là em nói vậy, à, thấy em rồi. Chờ anh Lâm hâm mộ lắm hả, cảm ơn vậy. Gì mà thấy ghê vậy hả, mới té xuống xình mấy mẹ ơi. Mới tới xuống sàn ủng hộ xe chim sơ giùm cho em đi mọi người, mọi người, mọi người, mọi người ơi. Mọi người ơi, xin lấy xe chim giùm em. Mọi người ơi, xin lấy xe chim giùm em. Ủa sao nó không lên đây ta? Ủa sao nó không lên tường ta? Mọi người ơi, xin lấy xe chim giùm em, gào thét tên em hả? Rồi trong toilet gào thét tên em. Bây giờ ai mà xin phóng em gào thét tên người đó nhân gì nha, ủng hộ giùm cho em xe chim sơ giùm cho em đi mọi người. Coi giờ nào nó cầm từ từ đi, từ từ cậu ba xình coi cho nha. Bây giờ mọi người xe chim sơ giùm cho cậu ba xình đi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sắp có những đó đứa tao bị tao chuẩn bị lóc rồi đó. Tao chuẩn bị tao lóc mày rồi đó cái con hàm mà. Mọi người ơi, xin lấy xe chim giùm em. Mọi người ơi, xin lấy xe chim giùm em. Mọi người ơi, xe chim mọi người ơi. Cái này ủ trời, ủ, tao nói ủ nguyên năm cũng được, em nói thiệt. Đây, bây giờ cậu ba Sình sẽ coi bói nha. Bây giờ mình nhiệm vụ mấy em là coi xe chim sẽ ơi giùm cho em. Rồi cậu ba Sình sẽ coi bói cho mấy em nha. Rồi tranh thủ cho nó nghỉ trưa giải lao được ta xài vô liền. Lẹ 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 quẹo lửa quẹo lửa quẹo lửa quẹo lửa mấy em ơi, nhanh tay lên nào anh chị em ơi, chiến sĩ ta làm nên yêu quá hả. Trời đất ơi, ai yêu em dễ thương đúng không mọi người, hâm mộ anh quá hả, hâm mộ anh thì xe lại chim được cho anh, còn ai muốn trắng ngày hôm nay xài tại lại chim của em như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân, nhanh tay lẹ chân đi mọi người, mọi người, mọi người ơi. Rồi xe chim giùm cho cậu ba Sình. Mới vô khe vú khoe đâu khoe, thì bây giờ tôi tắm trắng thuê xe vú chứ. Quá ế rồi hả, ok ai ủng hộ gì mà tôi xe chim xe ơi gì mà tôi rồi comment tôi bói cho nha, tôi bói cho nha, tôi bói là hết hết ế nha má, mà ế quá thì comment lẹ lẹ giùm tôi và cái nhớ xe chim xe ơi giùm cho em những gì nha, xe chim xe ơi. Em là cậu ba Sình mà cái gì, em là cậu ba Sình nha. Tắm lỗ tai luôn mà tắm cho trắng chứ vậy, trời ơi tắm trong lỗ tai. Em tắm mà mấy con rái lỗ tai nó chết queo hết trơn vậy, nó chết queo luôn quý vị ơi. Xài mặt của anh vậy không, này xài body thôi quý vị, xài body thôi nhưng mà em xài mặt cho quý vị coi sự độ an toàn của nó. Bói cho em nha, bây giờ comment nha. Comment ai mà comment đúng em sẽ bói cho người đó gì nha. Cúc cu hả? Mày làm như tao là con chim vậy mà kêu cúc cu. Cái con nào cứ thả phẫn nộ hoài vậy bay. Con nào cứ thả phẫn nộ tao hoài vậy. Ngồi đâu like cũng được, em là thuộc dạng mà tao nói cô hồn các bạn ngồi đâu like cũng được cái gì ơi. Rồi rồi xe chim xe ơi giùm cho em. Đố gì con này con gì? Rồi đố gì con này con gì, comment lẹ lẹ giùm cho em, comment lẹ lẹ xong rồi ai trúng em sẽ bói giùm gì nha. Ai mà trúng số nè, lẹ 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 comment hắc bạch yêu thương, bớt xanh. Xe chim sơ giùm cho em quẹo lửa quẹo lửa quẹo lửa mọi người ơi. Em đố gì con này con gì nhớ gì nha, con này con gì. Ai comment đúng từ một quẻ bài ngày hôm nay, con chần chờ gì nữa nhớ gì nha. Gần Tết đến nơi rồi thì chúng ta vô đây. Đầu năm qua lá xuân sao nơi như đón chào. Nhìn anh em đón năm nay duyên hộ hệ nào. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này là quá lắm con. Muốn cho vun tròn với anh mỗi mai đưa đường. Tám rô sai nè 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 nè. Rồi comment con gì lên đầu của em nha, tắm chuồng sai nè mấy má ơi, tắm chuồng sai nè. Con gì ai comment đúng em ghim lại em bói cho quẻ nha chị nha. Đầu năm qua lá xuân sao nở như đốm chào, nhờ anh tin đoán năm nay duyên nợ thế nào. Nguyễn Bình sai, mà Bình sai, thì cơ sai nè. Chỉ cần comment một con thôi, năm chưa chưa gần đúng, ách cơ gần đúng nè, ách cơ. Sai 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 sai, con hai sai mấy mẹ ơi. Comment lẹ lẹ con bài sai mà đấy. Thì con là con bài, không lẽ con khùng. Có tôi là con khùng nè. Rồi nhanh tay lại chân em bói bài những gì nha. Rồi ok Lê Thị Thu Hằng con năm đúng rồi nè em ơi. Game. Rồi con năm nha, con năm nha. Bây giờ sẽ bói bài cho em, anh sẽ bói cho em là cái con Thu Hằng, Thu Hằng, Thu Hằng, Thu Hằng, Thu Hằng, Thu Hằng, Thu Hằng. Cái con đừng thả phẫn nộ qua vậy. Hả?
ai ghẹo chọc em phải thả phẫn nộ hoài vậy? Tấm trắng, em là tấm trắng của gì ơi, đang rảnh rỗi tấm trắng đây. Đen như ma, kệ tôi đi, kệ tôi đi, già chuồng đây. Lê Thị Như Hằng, Lê Thị Như Hằng là bốn con. Lê Thị chết cha đệm ơi, xui đệm ơi, xui rồi nè. Nè, đây lá bài ra 16 cặp già. Năm 16 tuổi em sẽ cặp ông già nha em nha. Đây một cặp già đây. Năm 16 tuổi em sẽ cặp ông già. Đây cặp già cà dập nha em nha. Em cẩn thận giùm cho anh ra chợ nha, coi chừng bị lừa. Mua cà về kho cá nục đồ, cẩn thận giùm cho anh. Nhiều khi nè cặp già là cà dập ha, là mình sẽ mua lộn cà dập mà tiền mất tật mang. Và năm 16 tuổi em sẽ cặp hai ông già. Em sẽ cặp ông già nè, em sẽ cặp ông già này. Năm 16 tuổi em sẽ cặp ông già này. Nhưng mà ông già này cặp với ông già này coi như là em lấy chồng BBD nha. Em lấy chồng BBD như Thu Hằng nha. Rồi cẩn thận giùm cho anh ra cặp cà dập nha. Ra chợ cẩn thận giùm, nhiều khi mua cà dập là cặp già đây. Cà dập cặp già đây. Xui nha em nha. Xui 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 luôn. Rồi xem chim sơ giùm đi mẹ. Rồi cái tôi coi bói coi ơi cho. Gì? Mẹ. Gì? Đào con bảy. Ủa con bảy hả? Bảy cơ. Chết mẹ rồi, lộn rồi, chết rồi. Lộn rồi. À, cảm ơn quý vị đó nhiều nha, tay lẹ chân như vậy nha, sẽ chặn bớt mấy con quỷ hàm lừa. Nè, con nào cũng thích thì đi ra nha mấy má nha. Nhanh tay lẹ chân xe chim xe ơ giùm cho em đi mọi người. Mọi người ơi, bây giờ comment con số tiếp theo như vậy nha. Comment lia lịa giùm cho em. Trời, con bảy tôi coi lộn. Trời ơi, mắt tôi bị cận mấy má ơi, tôi coi lộn rồi, xin lỗi mấy má nè. Giờ coi lại nè. Bói coi nào gì vậy? Bói coi nào anh không được like nữa. Trời ơi, anh bói nha, bói khi nào anh không được like nữa nha em nha. Đây 70 năm nữa anh mới nghỉ like. Đây bài ra rõ ràng, 70 năm nữa anh mới nghỉ like. Rồi xe chim sơ bữa Hồng Sơn hả? Hồng Sơn, em qua Hồng Sơn giùm cho Lâm, qua Hồng Sơn giùm cho Lâm nha. Bây giờ mọi người xe chim xe ơi giùm cho em bói bài cho gì nha, cái gì nha. Nhanh tay lẹ chim nhìn qua con này nè, bói bài nè, quẹo lửa. Đây là cái sản phẩm tấm trắng quý vị, sản phẩm tấm trắng AE Skin nha quý vị nha. Xem kiểu gì vậy, xem kiểu thần kỳ đó mấy mẹ. Đây là cái kiểu bài mới nha. Rồi con gì? Con gì comment lẹ giùm tôi, ai comment trúng tôi ghim lại nè. Nhanh tay lẹ chân quý vị, ai comment trúng cái tôi ghim lại nè. Rồi cái tôi bói cho trời. Đầu năm qua lá xuân sao nở như đốm chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên là thế nào. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này là số lắm con. Muốn cho vun tròn nhánh mối mái đưa đường. Người ấy bảy hả? Chết cha, sai. Nhanh quẹo. Bói tiếp anh ơi, từ. Rồi xe chim xe hơn. Phải xe chim mới được chơi nha. Comment giùm cho em trong lúc chờ đợi này nọ. Em quẹt cái tấm trắng lên người của em thì lát sẽ rửa cho quý vị coi, cực kỳ trắng luôn. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Tay xì sai nè. Con này có máy nè quý vị ơi. Con này có máy. Comment giùm cho em, ai comment đúng em sẽ ghim lại và em sẽ coi bói cho người đó như gì nha. Thật sự kêu em coi bói là tiền bạc cả trăm triệu em không coi. Đây ngày hôm nay tôi mới coi thôi. Nhanh tay lẹ chân heo hả? Sai. Comment, không nghe anh like là buồn lắm chứ hả? Con già sai luôn nè, bún rô sai nè. Lẹ, con chín hả? Con chín gì, đúng rồi, con chín đúng rồi. Chín gì, con gì hả? Chín gì nha mấy má nha, con chín gì luôn. Con chín là đúng rồi. Chín gì nè, con một sai, chín gì của gì ơi? Xe chim sơ giùm cho em quẹo lửa, mọi người ơi. Đi đâu mà dội mà già mà dấp phải đá qua phải dây. Con 6, con 10 sai nè, con 9 đúng rồi. Trời đất ơi, lâu tôi mới comment tôi bói bài nha. Hồng Phúc sai nè. Ok, 9 bích nè. 9 bích đúng luôn, 9 bích rồi. Trần Linh ghim. Rồi Trần Linh đây 9 bích rõ ràng nha. Trần Linh, bây giờ sẽ coi bói cho Trần Linh. Phù hộ đồ trì. Trần Linh. Bốn lá cho gì nha. Trần Linh chết cha, xui luôn rồi nè. Sáu cặp là sắp cạo nha, sắp cạo đầu nha. Em đang sắp bị cạo đầu, hình như là em sắp đi tu đúng không nè. Sắp bị cạo đầu hoặc là em sắp bị đánh ghen, hiểu không? Là em sẽ bị người ta đánh em và người ta cạo đầu em. Đây là sáu cặp là sắp cạo rõ ràng nha anh nha. Cái này là bộ bài là bói rõ ràng chứ không phải là em nói bậy nói bạ nha. Nè, sáu cặp sắp cạo đây. Chết cha, xui nữa rồi nè. Trời ơi, quá trời xui em ơi. Đây
đây là tháng 5, đây là năm năm đây, tháng 5 em đi làm bồi, đây là bồi giống gì nha. Tháng 5 em đi làm bồi bàn, và khi mà em đi làm bồi bàn thì em sẽ quen một con bé nào đó, và em không biết là con bé đó đã có gia đình rồi, thì thằng chồng của nó sẽ gặp em và đánh em, sẽ cạo đầu em, sắp cạo là 6 cặp nè, đá 6 cặp là sắp cạo luôn, và nó sẽ cạo đầu em nha. Xui xui, cẩn thận giùm cho anh Lâm nha, cẩn thận giùm cho anh Lâm. Cảm ơn rồi, nhanh tay lại xin xe chim xe ơi giùm cho em bị xui rồi nè. Trời đất ơi, 6 cặp là sắp cạo nha, 6 cặp. Đang tắm trắng quý vị ơi, đang tắm trắng. Cái ngồi rảnh rỗi ta nói tính cho quý vị luôn nè. Nhanh tay lại chân xe chim xe ơi giùm cho em, xe chim xe ơi giùm cho em nha. Tính Trần hả, ủng hộ giùm tôi xe chim xe ơi. Nguyễn Phương Dương nè, mày đi ra nè, nhỏ thôi mà đội tao ngủ rồi mày đi ra đi, chỗ tôi đang bối. Sao đen thui vậy, đang tắm trắng nhau gì nha. Nhanh tay lại chân xe chim giùm cho em, và nhớ nha Trần Linh nha, đây 6 cặp là sắp cạo là tháng 5 em làm bồi bàn. Và khi mà em làm bồi bàn em có quen một cái cô bé, nhưng mà em không biết là cái cô bé này đã có gia đình rồi, thì hai đứa mới cặp với nhau, thì lập tức cái thằng chồng này nó sẽ gặp em và sẽ đánh em một trận, nó sẽ cạo đầu em nhanh nha. Đây sắp cạo là 6 cặp, đây rõ ràng mọi người ơi. Rồi nhanh tay lẹ chân xe chim nè, bây giờ ai muốn cạo đầu lên Dương của Lâm, Dương Gia tự nhiên cạo đầu tôi. Tự nhiên cạo đầu tôi và xàm là anh cạo đầu tôi. Mình tắm toàn thân như vậy nha, tắm toàn thân giùm cho em, tự banh rạp cái gì bói em đi ha, xe chim xe ơi giùm cho em là em bói cho cái gì nha. Lâu lâu mới có một kỳ chứ không phải bánh mì ngày nào cũng có. Đầu năm qua lá xôn xao nơi như đốn chào, trời anh tiên đoán năm nay duyên đời thế nào. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này là số lắm con, muốn cho vun trồn nhà anh môi mai đưa đường. Nguyễn Phạm Tiên đã chia sẻ rồi, nói nhỏ nhỏ thôi bà nội tao ngủ ha, mày ngủ đi mày ơi. Rồi xe chim xe ơi giùm cho em, qua lá khác nha. Qua lá khác rồi, bói mày đấy mẹ ơi, bói luôn. Da em trắng rồi hà, trắng rồi là phải tắm chị, mà phải tắm thường xuyên giùm cho em như gì nha. Ngày hôm nay em like sản phẩm AAE Skin như gì nha, dòng sản phẩm chuyên dòng tắm trắng, rất là trắng và da cực kỳ mịn màng luôn. Nhanh tay lệ chân, tóc bị điện giật hả, trời đất ơi, lát tôi gọi đầu nè mấy mẹ ơi, lát tôi gọi đầu luôn nha. Nhanh tay lệ chân ủng hộ giùm cho em, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Nhanh tay lệ chân xe live stream cho em và em bói bài cho gì nha, bói bài luôn. Rồi con này có mấy đây con? Con này có máy đây, comment giùm cho em bói cho vị nha. Nhanh tay lẹ chân comment lia lịa giùm cho em. Tối ngày like mấy thằng dạo hả? Trời không có đâu em, trời đâu phải ai cũng muốn được như vậy đâu em, bớt nghiệp giùm cho Lâm. Đừng coi nữa hả? Không, tôi sẽ coi. Tôi không biết em bán gì, thích phong cách của em hả? Trời đất ơi, em không có bán gì trơn, trời với chị nha. Da đen như trong phi xài nổi cho chị nha. Rồi comment dùm cho em con này con mấy. Bây giờ comment đúng thì em sẽ bối cho gì một quẻ nha. Một quẻ liền tay. Một quẻ liền tay. Quẹo lựa dùm cho em gì nha. Cái tấm trắng mày để cho 15-20 phút là tới da sẽ bật tông cực kỳ và bật trong tức thời luôn. Nhanh tay lẹ chân, cứ xe chim xe ơi dùm cho em như chị nha. Nhanh tay lẹ chân nếu gì ơi, bừ cơ gọi tên em đi hả? Coi chừng phá Facebook. Coi chừng Facebook khóa nó bây giờ dễ lắm em. Trời ơi, chính nút hả sai nè em ơi. Đây là con gì đây em ơi, năm gì đây em ơi, năm đúng rồi. Năm gì nha, con năm gì ra ha. Ma em bừng nóng đi cày bừa tia, em bừng nóng đi cày bừa. Ma em là một người lái chim, tia em là một người lái chim, cùng sống với nghề lái chim. Những đêm trời trăng lên tròn tròn, gió đưa cành cây nghe xào xào, chúng em cùng hợp đồng vui chơi, chúng em cùng hợp đồng vui ca. Trong ánh trăng vàng bao la, con số gì ra, số gì ra. Năm gì ra, xì bích mà chín rồi mà bảy bích mà năm bích mà gần đúng luôn. La 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 la. Xe lai chi mà xím lai tre giùm cho em đi quý vị ơi. Năm gì ra con, năm gì ra. Nhanh là nhanh. Năm bích gần đúng, năm rô. Game. Rồi năm rô luôn, bây giờ em sẽ coi bói cho con bé bờ quờ tờ y nha. Ê con này nhanh coi rồi cho em rồi đúng không? Bờ quờ tờ y. Rồi năm lá nha, bờ quờ tờ y.
Nè chết rồi em ơi, xui nó rồi cưng ơi. Ri già là không ra gì nha, ri già là không ra gì nha. Sau này cái cuộc sống của em sẽ không ra gì đây, rõ ràng, rõ ràng. Ri già là không ra gì, ri già là không ra gì nha em nha, đây. Đây, 94 nữa nè, 94 nè, 94 là trốn bính nha. Em sẽ trốn một chỗ nơi nào đó và em sẽ tắt bính nha em nha. Đó, cuộc đời của em không có làm gì nên đó, không có làm gì nên hồn nên dốc hết trơn trọi. Chỉ tối ngày 94 là trốn bính đó, 94 là trốn bính nha, trốn một chỗ và tắt bính thôi. Đây, ri già là không ra gì, ri già là không ra gì. Đó, xui, nói chung là xui em nha, xui, số em là số xui. Năm rô hả? Quá trời của đất rồi, xe chim xe ơi giùm chị em gì nha. Nguyễn Quân ha 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 cái gì, giải cả già đó, ri già là không ra gì chứ gì nha. Mình trước mà từ từ đi, lát tôi bán xong rồi tôi làm cho tôi tâm sự vậy. Đúng rồi, em xem bói chứ gì, trời đất ơi, em là thần đồng xem bói chứ gì nha. Thần đồng là em, thần đồng là em, thần đồng xem bói là em chứ gì nha. Mọi người xe chim xe ơi giùm cho em đi, mọi người, mọi người, mọi người ơi, mọi người ơi nha, xin lấy xe chim giùm em nha. Bà nội mày ngủ thì bà nội mày ngủ đi, mày cứ nói hoài mệt ghê á. Lạng rồi anh ơi hả, lạng giùm anh. Giùm có lạng không? Dòm coi mày chơi gì đạt, sao mày không vô Facebook tao mày dòm coi mày chơi gì á. Ủa sao nhanh tay lẹ chân biết xem nữa, trời ơi, em là thần đồng xem bói như gì nha. Nhanh tay lẹ chân ngày hôm nay sản phẩm tấm trắng AE skin rồi. Trời ơi đây, trời tấm đảo gì nó khô lại nè, nó khô lại nè. Lát em gỡ chỗ gì coi, nhìn dễ thương. Coi như đúng rồi, ai cũng xui hết vậy hả. Từ từ đi, lát tôi coi có hên cho sản phẩm đâu. Thần đồng live stream không, em là thần đồng coi bói nha, em là thần đồng coi bói chứ em không phải là thần đồng live stream nha mọi người nha. Cúc cu hả, con nào mà cúc cu vậy. Xe chim xe ơi giùm cho em ngày hôm nay sản phẩm đây gì, thấy không, trời ơi đây trắng hâu vậy, trắng hâu vậy. Trời ơi cái này là mình để khô mình tắm nè, da như lam beng, da như lam beng luôn, cực kỳ trắng luôn nha, cái gì nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhanh tay lẹ chân, ngày hôm nay ai cần sản phẩm tắm trắng thì ngày hôm nay để số điện thoại giùm cho bên em, thì bên em Salo cũng như là tư vấn cho vị. Sản phẩm này mang tên là tắm trắng AE Skin nha chị nha, rất là trắng và xài cực kỳ ok và cực kỳ an toàn cho da của mình luôn. Thì đây là nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc nha chị nha, làm sáng da, trắng da và mịn màng da. Nhanh tay lẹ chân, quẹo lựa giùm cho em, ai mua thì comment số điện thoại giùm cho em nha chị nha, thì bên em Salo cũng như là tư vấn cho vị đây. Quý vị coi, một điều đặc biệt cái này chúng ta có thể tắm khô được luôn nha quý vị nha, tắm khô được luôn. Khi mình tắm khô như vậy, chúng ta phủi ra thì lập tức làn da nó sẽ cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn nè quý vị, thấy không? Rất là trắng, khi mà mình xức vô hơi đen đen xíu thôi, nhưng mà lát mình cởi ra thì nó rất là trắng, rất là mịn như vậy nha. Anh chị em là mua cứ comment số điện thoại giùm cho bên em, thì bên em Salo cũng như tư vấn cho vị. Nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm cho em nha quý vị nha. Xạo hả, kệ tôi đi cho coi em giới rồi, xe chim em coi một quẻ nữa nha quý vị nha, coi một quẻ nữa trước khi coi em sẽ. Chai này chai mới luôn, sao mập quá vậy hả? Không, vậy là đẹp rồi em ơi. Xăm hình gì vậy hả? Đây. Mình xịt ra giùm cho em, đó. Trung Tài ơi, chào Trung Tài nè. Gào trong toilet, gào thét bên em. Coi tổ quật mắt gì quật tao, mày khùng nữa. Lê Trung Tài, Lâm Tặc, bói cho em đi hả? Anh chị em là mua comment số điện thoại giùm cho em như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân, bói, bây giờ là em bói. Bây giờ mọi người comment giùm cho em bói cho vị nha, gì nha. Nhanh tay lẹ chân, comment giùm cho em. Gỡ ra ông gì vậy hả, giá bao nhiêu? 490.000 cái gì nha. Cảm ơn quý vị, nhanh tay lẹ chân. Mấy đứa tào lao tao lóc hết nha 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 nha. Trời ơi sao nay nhiều quá vậy. Coi bói đi hả, ok nha, coi bói nha, coi bói nha. Số gì ra con, số gì ra, số gì ra con, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Nhanh tay mà lẹ chân mà xe live stream giùm cho em nha mọi người, mọi người, mọi người ơi. Nó nhỏ thôi bà nội tao ngủ ha, ok ngủ đi cưng, ngủ đi em ơi. Rồi, con này con mấy, con này con mấy, comment giùm cho em con này con mấy như gì nha. Nhanh tay lẹ chân cho em coi giới rồi, bây giờ mọi người comment giùm cho em, ai comment đúng em sẽ coi bói cho người đó. Còn trần trời nữa, ngày hôm nay ai mua sản phẩm thì cứ comment giùm cho em. Đây là chai tắm trắng AEE skin như vậy nha, dòng sản phẩm tắm trắng cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Thì bây giờ lát em sẽ tắm rửa cho mọi người coi. Mạnh Linh Bùi ơi vô comment giùm cho anh, Mạnh Linh Bùi ơi, sữa tắm nắng đen hả? Trời đúng rồi, khi mình xức lên, khi mình xức lên thì da mình cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng như chị nha. Coi cho em hả, từ từ comment giùm cho em, comment giùm cho em, khi mà mình xức lên thì nó đen như vậy thôi. Nhưng mà mọi người ơi, chút nữa mình tắm ra một cái rồi là bị khổ để số điện thoại luôn, cảm ơn. Ai mà để ra số điện thoại giùm cho em hả? Chịu hả, trời đất ơi, chín chuồng say nè.
em coi bói quá trời đẹp luôn hả? Trời đất ơi, dễ thương muốn chết đó mẹ ơi. Vậy em nói gì, ngày mai em đi quay rồi. Ngày mai em đi quay chương trình Ô Hay Gì Thế Này như vậy nha. Thì bây giờ em đang làm cái trong cái chương trình đó. Ngày mai là đóng một cái vai mà tao nói cực kỳ trắng, mai em sẽ lõa lồ đó. Trắng mà trắng hồng như vậy nha. À, cảm ơn gì, 6 chuồng 3 bích sai nè. 4 nè, con này bầu bì sai nè, xem cho em đi. Xe chim xe ơi giùm cho em, để em coi cho mọi người. Nhanh tay lẹ chân quẹo lựa giùm cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhanh tay lẹ chân 6 rồi sai luôn. Con gì? Nguyễn Hồng Sơn đồ nhanh tay lẹ chân xe chim giùm cho em. 8 chuồng sai nè gì ơi, nhanh tay lẹ chân con bồi rô sai. 2 cơ sai, con gì mọi người ơi. Nhanh tay lẹ chân đi đâu mà dội mà dèm dắt phải đám hoàng phải dây ba bích mười cơ 6 chuồng sai. Rồi bây giờ mọi người comment giùm cho em nhanh tay lẹ chân quý vị ơi, đi đâu mà dội mà dèm dắt phải đám hoàng phải dây quý vị ơi. Anna Trương cảm ơn quý vị, 2 cơ sai nè. 3 bích sai nè, 10 tim sai nè. 4 bích, con 4 đúng rồi, 4 cơ gần đúng rồi. À, cảm ơn quý vị thấy Facebook của mọi người rồi. Nhanh tay lẹ chân. Bốn chuồng sai thì bốn chuồng gần đúng rồi. Bốn bích đầm bích à, bốn chuồng ách bích sai. Chim khôn chim ngẩng cao đầu, bướm khôn bến đậu lên đầu Trần My. Mày mất dạy cho mày nha, mà Trần My thì qua Trần My mày comment đi, tụi mày comment với tao chi. Bốn bích ok, Mỹ Linh số thoại bốn chuồng sai. Anh chị em nào mua comment số thoại giùm cho em gì nha. Bốn tép là gì bà nội? Con bốn là gần đúng rồi, bốn rồi gần đúng rồi gì ơi. Nhanh tay lẹ chân comment giùm cho em bối cho vị nha. Lâu lâu mới có một kỳ chứ phải bánh mì bốn rô đúng rồi nha con nha. Bốn rô nha. Ok. Game. Rồi bốn rô bây giờ coi bói cho cái con bé Trần Như Chù. Trần Như Chù tên gì kỳ em? Như Chù nha, sai nha. Con Trần Như Chù nè. Trần Như Chù. Rồi xe live stream ủng hộ giùm cho em gì nha. Xe live stream Trần Như Chù. Trần chết rồi em ơi, chết rồi nha em nha. Chúc mừng em nha, tháng 9 em sẽ đi nhớ đi chơi hội chợ lô tô giùm cho anh Lâm. Nhớ đi chơi hội chợ giùm cho anh Lâm, ba con ba. Đây. Ba con ba có nghĩa là sao? Em sẽ trúng một thùng 333 nha. Tháng 9 mày nhớ chơi lô tô của tao nha, trúng một thùng 333. Về uống 333 nha. Rất chúc mừng em luôn. Comment hết từ giùm cho tôi đi. Rồi từ giùm tôi đi, chút nữa tôi bán xong tôi làm cho. Tâm sự với mấy má. Ok, Mạnh Linh Bùi. Thì bây giờ mọi người mua hàng thì liên hệ Mạnh Linh Bùi giùm cho em như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em sản phẩm tấm trắng AE skin như vậy nha. Dòng sản phẩm cực kỳ ok, nhanh tay lẹ chân comment giùm cho em. Thì bây giờ sẽ bán hàng như vậy nha. Anh chị em nào cần sản phẩm thì để số thoại giùm cho em. Thì đây là cái dòng tấm trắng một lần và tấm trắng cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Tấm trắng là 490.000, làm trắng da, mịn màng da và sáng da. Anh chị em nào mua comment giùm cho em, nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc như vậy nha. Cứ để số thoại giùm cho em. Ngoài Bắc gọi là tét mà, trời tôi có biết đâu trời. Rồi nhanh tay lẹ chân cái gì nha, anh chị em nào mua comment giùm cho em thì cái chất nó sẽ đen đen như thế này như vậy nha, và mình xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Nó làm cho mình trắng lên, mịn màng hơn và sáng hơn. Da ai mà đen quá thì nên sử dụng cho em. Cảm ơn gì. Em nhắn trước Như Chù hả? Trời ơi, có gì thông cảm giùm em. Xong livestream này em rảnh rỗi em coi hết cho tất cả mọi người luôn. Ok, Hoàng Lâm số thoại luôn, cảm ơn. Khô gà bán nít nào hả? Khô gà là bán bên Hương Lê. Chào em, cái gì cũng đẹp hả? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhanh tay lẹ chân quý vị nha. Mình để cho 15 phút mình rửa ra thì làn da trắng lên, mịn màng lên và sáng lên. Thì một cái chai này là 490.000 cái gì nha. Ai mà mua thì liên hệ Mạnh Linh Bùi giùm cho em cái gì nha. Ông hài quá đi ha. Cảm ơn quý vị. Nhanh tay lẹ chân Trần Thu Huyền, Hảo Nguyên số thoại luôn. Anh chị em nào mua để số thoại giùm cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chỗ nóng quá mày. Rồi bây giờ tắm từng bước cho vậy nha, lẹ đi em với nhé. Ok, ai mua để số thoại giùm cho em hoặc là liên hệ Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Thoa lên mặt có bị ngứa không? Không em ơi, nãy giờ anh thoa 15-20 phút mà đâu có ngứa đâu. Anh chị em nào mua comment số thoại giùm cho em thì một chai như thế là 490.000 như vậy nha. Chai này cho tắm trắng một lần và chai tắm trắng hàng ngày là cho tắm trắng màu hồng như thế này cũng 490.000 luôn. Một chai body ban đêm và một chai body ban ngày cũng 490.000 luôn. Anh chị em nào mua để số thoại giùm cho em, một combo là gồm những gì? Một combo là gồm bốn chai như thế này như vậy nha. Nhanh tay lại chưa, bây giờ sẽ rửa mặt cho gì coi. Trời ơi, đã lắm gì ơi. Tắm phải cởi quần ra hả? Bớt giùm đi. Cởi quần mấy má quay clip hay chi vậy?
cái này là mình có thể xài hạt được nha quý vị nha. Mình xài mặt cực kỳ tốt luôn, cực kỳ tốt luôn, trời đất ơi. Bình thường là người ta không có cho xài mặt, nhưng mà em khuyên quý vị nên xài mặt giùm cho em. Ok Ách Lê, cảm ơn quý vị, nhìn anh như Mỹ Đen hả, kệ anh đi em ơi. Trời ơi, quý vị ơi, nó rất là trắng, đem rửa cho quý vị coi. Chị cha lấy tao cái khăn này, khăn nhỏ nhỏ đi, khăn nhỏ nhỏ đi. Miley số điện thoại luôn, cảm ơn chị. Tắm nhớ cởi quần ra, ông cởi tôi đi, đừng quan tâm tới quần của tôi, khăn nhỏ con. Quý vị thấy không, trời nó trắng lắm quý vị, nó rất là trắng luôn nha, xài cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Nếu không trắng là bên em hoàn trả lại tiền cho quý vị, cực kỳ ok và cực kỳ hay. Miley số điện thoại, cảm ơn mọi người rất nhiều. À, thằng điên hả, kệ tôi đi, đừng quan tâm tới tôi. Trời ơi, dơ không dơ đâu mấy má ơi. Đây giờ tôi lấy ra cho mấy má coi, mấy má ghiền liền nha mấy má nha. À, không hề dị ứng nha em nha. Đây quý vị thấy không, là khi chúng ta sử dụng nó rất là trắng, chúng ta rửa lại, chịu khó rửa lại với nước giùm cho em như vậy nha, cực kỳ trắng, không có hạt cà phê hạt ơi gì hết. Cảm ơn quý vị đó nhiều, anh chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em, dính chặt quý vị nha. Bởi sao, nó đang đẩy thúc đẩy tất cả các chất dơ bẩn đâu quý vị coi nè, nè cái lỗ tai nè quý vị, nó rất là trắng quý vị, nó rất là trắng, xài cực kỳ mịn màng luôn. Anh chị em nào mua cứ comment số điện thoại giùm cho em như vậy nha, thì bên em Zalo cũng như tư vấn cho vị. Đây quý vị coi nè, là khi mình sức lên nó hơi đen một xíu, nó hơi đen một xíu như vậy nha, nhưng mà khi mà mình rửa ra thì nó rất là đẹp luôn, rất là đẹp và rất là ok luôn. Nhanh tay lại chân thấy cơm, lấy cưng hả. À, Đạt ơi lấy cái điện thoại đem tao nè. Đạt ơi, quý vị thấy không, nó rất là trắng như vậy nha, xài một lần là tập bụng lên lâm hả, không có thời gian tập em ơi. Em bị vết thương hở ở đây, hồi sáng em bị nguyên cái sầu riêng trúng ngay mỏ đây, nhưng mà không sao nha nha, vết thương hở không sao trơn trọi. Cái này nó cực kỳ an toàn cho mọi người luôn. Thì anh chị em nào bị đen quá, phun môi hả má cho địa chỉ, phun môi hả má cho địa chỉ em ơi. Em hỏi anh ba mẹ, em hỏi với mẹ của em. Với lại đi anh hả, thách thức danh hài, đúng rồi, rất là trắng như vậy nha, rất là trắng luôn. Mình xài cực kỳ ok. Anh chị em nào mua cứ để số thoại giùm cho em, bựa không có bựa đâu vậy. Trời đất ơi, cái này mình tắm trắng bình thường mà, ai mà không tắm cái gì đúng không quý vị, ai mà không tắm thì có gì đâu, bình thường thôi. Đây gì thấy không, là khi mình sử dụng lên cái làn da của mình rất là trắng, rất là mịn màng luôn. Nhanh tay lẹ chân gì nha, nó trắng mà nó trắng hồng, và nguyên liệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc 100%, làn da mình trắng lên, mịn màng lên và sáng lên. Anh chị em nào mua thì bây giờ comment số điện thoại giùm cho bên em những gì nha, thì liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Mạnh Linh Bùi chính là cái đại lý, một cái đại lý, một cái nhà phân phối cực kỳ lớn cho mọi người luôn. Thì anh chị em nào mua cứ liên hệ Mạnh Linh Bùi, trời ơi lên 5.000 luôn. Trời ơi, ngon nha, được nha. Quý vị thấy không, trời ơi, mê liền. Con mà nói tao mới dơ vậy hả, đưa tao cái đèn bông tắm. Không có dơ đi má, ai mà không tắm đi má. Trời ơi, ai mà không tắm đi má, sống thật đi, bớt qua hậu thân thiện giùm tôi đi. Bớt qua hậu thân thiện thân ơ giùm tôi đi. Bây giờ bốn đứa tao đây. Đây là 490.000 cái gì nha. Thì bây giờ là mình xức giùm cho em. Cái chai này là cái chai tắm hàng ngày, cái chai này cho màu hồng như vậy nha, màu hồng đây. Cực kỳ thơm luôn, cực kỳ thơm và cực kỳ sạch. 490.000 mấy em ơi. Anh chị em nào mua comment số điện thoại giùm cho em gì nha, 490.000. Nó sẽ làm da mình trắng lên, mịn màng hơn và sáng hơn. Nhanh tay lẹ chân cứ để số điện thoại cho bên em. Thì bên em Zalo cũng nhờ tư vấn cho vậy. Da mình sẽ cực kỳ trắng và cực kỳ sáng như vậy nha. Ai mua thì cứ để số điện thoại giùm cho em, lẹ lẹ quẹo lựa gì ơi. Mày chế đó, mà mày chỉnh, mày hiểu không? Cái kia mà mày chỉnh cho nó đừng có nóng nha, nó nóng lắm á. Là sẽ trắng hồng cho mấy chị mình luôn, trắng hồng cho mấy chị mình luôn nha mấy chị nha. Đây, quý vị thấy không? Nó rất là trắng, nó rất là trắng, mình xài cực kỳ ok và cực kỳ trắng luôn. Anh chị em nào mua cứ comment số điện thoại dùm cho bên em như vậy nha. Bên em Zalo cũng nhờ tư vấn cho vậy đó, gì thấy không? Rất là trắng, xài một lần là mê liền. 490.000 một sản phẩm như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân mà quẹo lựa giùm cho em. Đi đâu mà dội mà vàng nhất, phải đá mà hoàng phải dây. Dừng chân lại đây ủng hộ giùm cho em tấm trắng AE Skin như vậy nha. Rất là trắng mà xài cực kỳ ok. Cứ để số điện thoại giùm cho em thì bên em Zalo cũng nhờ tư vấn cho vậy. Nhanh tay lẹ chân đi mọi người. Bựa hả, có đầu bựa mấy má.
Trung Nguyễn có gửi qua nước ngoài không? Vậy Lâm hả? Dạ có gửi nước ngoài luôn, Mạnh Linh ơi, có gửi nước ngoài không Mạnh Linh ơi? Ok, Phạm An số thoại luôn. À, báo cáo thỏa thân hả? Báo cáo đi em, báo cáo gì mà anh đi cư. Hồng Mai số thoại luôn, Hoàng Tấn số thoại luôn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhanh tay lẹ chân ra, dù ai nó ngã nó nghiêng là hồng ta vẫn vẫn như kiền ba chân hả? À, cảm ơn gì? Cái thằng Đạt tao lóc mày nè, cho mày khỏi ra khỏi cuộc đời tao nè. Mày hả mắm? Chân mày rất bé hả? Gặp tôi tập hình nghe dù ai nó ngã nó nghiêng, trời em có sợ gì ơi, trời ơi mình sống làm sao? Sống thật đi, bớt qua hậu thân thiện lại. Người ta tắm ai mà không tắm? Thì bây giờ tôi rảnh rỗi tôi tắm trắng thì tôi tắm cho mọi người coi luôn, đúng không? Đúng không Mạnh Linh Bùi? À, ok, Kiệt NATO để số thoại rồi nè. Ok, Bảo Châu, thấy Bảo Châu rồi. Rồi, anh chị em nào mua comment số thoại dùm cho em, một chai này là 490.000 gì nha, 490.000 cái này. Thì khi mình sức lên thì da mình sẽ trắng lên, mịn màng lên và sáng lên. Và đây là cái loại tắm trắng bình thường, nguyên một bộ là 1.470.000. Ok, nhìn anh quảng cáo đó anh tưởng là cảm ơn gì, thằng Hạch Hảo, ok, Hoàng Quanh số thoại luôn, Lê Thị Linh số thoại luôn, bối lại đi, tôi bán đồ xíu tôi bối cho. À, cảm ơn quý vị rất nhiều, chào anh Lâm Võ Như Thiên, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhanh tay tắm có bị rụng lông nách không? Không nha anh Lê Đạp Gia. Chừng nào mà ta nói mà nước sôi đó anh bị rụng lông nách thôi. Da đen bẩm sinh xài được không? Chào chào mọi người, dạ em chào mọi người. Anh chị em nào mua thì liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Bùi Mạnh Linh là người bán cái gì nha. À, sống thiệt cho khỏe, tôi nói thiệt. Trời đất ơi, lẹ đi từ từ đi. Ôi sao có vậy? Đủ mẹ quỷ này sao mày làm nóng quá mày. Anh về đi. Không, làm nóng đi, nó đang nguội rồi. Đúng luôn hả, cảm ơn quý vị đó nhiều, giờ sẽ gọi đầu. Đây tóc của em là 3 ngày 3 đêm rồi, 3 ngày 3 đêm rồi chưa gọi đầu như vậy nha. Thì anh chị em nào ông thấy tôi đi thi thách thức danh hài được không hả? Lê Thư bà hài không bà nội? Bà phải hài đi thách thức danh hài nha. Tắm trắng có bay hết lăng ben không? Không với mẹ ơi, quan quanh số điện thoại luôn, cảm ơn. Bây giờ anh chị em giả cái này là không bôi mặt được, cái này là mình xài cho body thôi. Nhưng mà em muốn chứng minh quý vị thấy là cái nguyên liệu cực kỳ an toàn cho mọi người. Bởi sao da em cực kỳ mỏng nhưng mà em có thể làm cái gì coi được gì biết như thế nào rồi. Tuột da luôn hả? Ông thi thách thức danh hài được không? Ông thấy thi thách thức được, mày thi đi, mày thi đi. Thi thử đi, mày phải thi thử. À, chứ nhiều khi tôi không có biết là bà như thế nào mà hiểu không? Tôi không biết như nào. Một bộ gồm mấy chai, một bộ bên em là gồm 4 chai. Một chai tắm trắng một lần, một chai tắm trắng hàng ngày và một chai body ban đêm, một chai body ban ngày. Và khi mình sử dụng xong thì mình tắm nó giùm cho em, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Cái này do Mạnh Linh Bùi bán, ai mua thì liên hệ Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Em không có thời gian nhiều cho nên em ghé đây em tắm rửa sạch sẽ và em đi diễn luôn. Ổng ở dơ 3 ngày 3 đêm không gọi đầu, không phải ở dơ đâu mấy mẹ ơi, mà tôi đi làm nhiều quá nên tôi không có thời gian. À, 1.499.000, 2.000.000 không bán, 2.000.000 không bán cái gì nha. Anh chị em nào mua comment ok Đức Tài, thấy Đức Tài rồi. Nhanh tay lại chứ, lẹ đi ra đi Đạt ơi. Mày làm đứng ngoài hoài vậy. Mày mở ra được không? Cái đó nó đi rồi hết, sao đi đó. Sao lúc muốn giữa không? Quá đi. Thôi được rồi, mày chế này đi, mày đi ra đi, mày ra chỗ này đi, lẹ đi. Lấy em thêm sự tắm tẩy tới bầu chết, cảm ơn vậy, diễn gì vậy? Dạ em đang diễn chương trình ô hay gì thế này. Ô hay gì thế này gì nha, anh chị em muốn trắng thì comment số điện thoại giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân quẹo lựa giùm cho em gì nha. Rất là trắng và xài cực kỳ em, da ai mà đen quá thì nên sử dụng giùm cho em cái gì nha. Thì nên sử dụng giùm cho em, rất là trắng cái gì nha. Xài rồi bằng tâm không chị ơi, cực kỳ bằng tâm cho mọi người luôn. Khi mọi người xài thì mọi người cực kỳ ok dùm cho em, để lại số điện thoại dùm cho bên em như vậy nha. Cực kỳ ok luôn, cực kỳ trắng và cực kỳ đẹp cho mọi người luôn. Rồi bây giờ sẽ gọi đầu nha, em sẽ gọi đầu. Dơ quá đầu dơ. Tội nghiệp anh đó hả? Làm gì tội nghiệp anh? Tội nghiệp anh? Ờ gì tội nghiệp anh? Trời ơi, anh xăm hình ở đâu đẹp vậy hả? Ok, quà mì hồi mì hót, cảm ơn em. À, diễn hoài chưa xong gì ơi, ghé nhà tắm rửa xong vô diễn tiếp đây. Rồi nhanh tay lại chứ ủng hộ giùm cho em, người chai một bốn nhiêu anh mẹ này, 1.490.000 quà mì hồi mì hót, cảm ơn em. Nhanh tay lại chứ quẹo lựa như gì nha. À, dòi nước hiện đại ghê hả? Ờ, à, dòi nước hiện đại quá, tắm hoài nó không ra. Nhanh tay lẹ chân quẹo lựa giùm cho em như vậy nha, sản phẩm cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng cho da của mình luôn. Anh chị em nào mua cứ comment số thoại giùm cho bên em thì bên em alo cũng như là tư vấn cho vậy. Rất là trắng quý vị nha, xài cực kỳ em cho mọi người luôn. À, lẹ lẹo quý vị ơi, quẹo lựa mọi người ơi.
Gọi đầu đi chế ha, ok em giờ gọi đầu nha. Để anh trai gọi đầu đi. Y như con heo hả, kệ anh em ơi. Nè dẹp điện thoại. Hình xăm đẹp hả? À. Rét quá hả? Tắm cũng ra tiền hả? Đâu ra em? Trời ơi, làm yêu nghề thôi chứ tắm nào mà ra tiền em. Trời ơi hả? Phạm Đức ơi, lên tắm với tao nè Phạm Đức ơi. À. Bối đi anh hả? Tối cũng đi diễn cho em, đi cho em đó. Mình massage da đầu giùm chị em, tóc em bị gãy rụng nhiều quá mọi người ơi. Lấy em một bộ nha, ok. Anh chị em nào mua comment một bộ giùm chị em thì bên em Zalo cũng như là tư vấn cho vậy. Mọi người liên hệ với Mạnh Linh Bùi giùm chị em gì nha. Liên hệ với Mạnh Linh Bùi giùm chị em. Giam hữu trời lạnh tắm lẹ đi ông bệnh. Em đúng tắm đúng một tiếng mới được quý vị ơi. Phải tắm đúng một tiếng nha gì nha. Tắm hơn làm được. Anh vui, à, vui tính hả? Ờ à. Trời ơi vui tính dễ thương muốn chết luôn á trời ơi. À. Anh Lâm thích cưng hả? Cưng ủng hộ giùm cho anh Lâm nha em nha. Cực kỳ trắng, ai mua cứ để số điện thoại giùm cho em. Trời tắm có trợ lý có chứ em, tắm là phải có trợ lý, hai đứa trợ lý luôn hả? À, trời đất ơi, tắm là phải có trợ lý nha, chứ phải đơn giản cho mẹ nha. Chào anh nha, mắc quá hả? Anh chị em nào mua comment giùm cho em nha. Một chai tắm trắng một lần như thế này là bên em bán với giá hiện tại là 490.000. Thì bây giờ mọi người mua thì mọi người liên hệ với Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Đây là cái chai tắm một lần và đây là cái chai tắm hàng ngày như vậy nha. Chai tắm hàng ngày là nó màu hồng, ok, đặng long để số thoại luôn. Nó màu hồng như thế này quý vị, nó màu hồng như thế này nha. Nhanh tay lẹ chân đẹp trai tính một bộ. Gem hũ để số thoại giùm cho Lâm. À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhanh tay lẹ chân quẹo lựa giùm cho em gì nha, cực kỳ trắng. À, Thu Quanh nè, lại chúa gì bớt chúa đồ vô đây đi em ơi. Ok, Hà Ngọc số điện thoại luôn, anh chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em như vậy nha. Tranh thủ tắm cái gì ơi, chứ bây giờ em đâu có thời gian đâu. Em ngồi anh tắm vậy, mọi người tư vấn giùm cho em. Anh ơi, cởi đồ tôi tán cho mặt mày nha. Mạnh Linh ơi, nha, anh phải là gái em nha. À, đó, tắm mà cũng nhiều người xem. Thấy không, mọi người thấy em thấy thương không? Có ai mà tắm mà được quan tâm như em không? À, mặt đen tắm được không hả? À, tắm một tiếng dữ, tắm một tiếng như vậy nha, đúng tắm đúng một tiếng. Nhìn anh đúng khùng hả? Kệ anh em ơi, kệ đừng quan tâm tới anh. À, xài trắng à. Ô trời ơi, đây quý vị ơi, rất là trắng. Sửa ra mặt hả? Buồn ngủ quá hả? À, hơn 4.000 người xem anh tắm hả? Ờ, à, anh dễ thương vậy em, nhiều người quan tâm anh dễ thương, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hello, ok cả nhà. Thì anh chị em nào mua bây giờ comment số điện thoại giùm cho em một bộ, ok Thủy Thủy số điện thoại luôn. Anh chị em nào mua comment hoặc liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Rất là trắng và xài cực kỳ ok như vậy nha, rất là trắng và xài cực kỳ ok. Anh chị em nào gần Tết tới nơi rồi muốn cái sản phẩm mà tắm trắng thì nhanh tay đẹp cho anh. Bữa bị gì trói anh vậy hả? Ờ, anh đi bắn dâm đó em. Trong phim bắn dâm nha, trong phim bắn dâm nha. Có tắm đen không? Không tắm đen cái gì nha. Anh chị em nào mua cứ để số thoại giùm cho em. Ờ, ok, tránh lê số thoại luôn. Lát tôi bối cho mấy má ơi, dễ thương, dễ sợ không hả? Ờ, dễ thương mấy má ơi. Tắm rửa sạch sẽ, tắm cho trôi nghiệp bớt. Bây giờ nghiệp em nhiều quá gì ơi. Ờ, nghiệp nhiều quá, nghiệp chết chồng. Bỏ đi, bỏ đi. Rồi nhanh tay lại chân quẹo lựa giùm cho em, ai mua ok. 9:40 mà không tắm hả? Trời ơi, không sao đâu vậy. Dạ em 12 giờ, 12 giờ em tắm cũng được gì nha. Vì bán hàng mà tắm không có đâu. Trời ơi, giờ tôi ngồi cũng được quý vị, đâu ai bắt tôi làm gì đâu. Ờ, tắm mà không nghe mùi gì anh hả? Mày xàm mày, tắm mà nghe mùi gì? Trời đất ơi, đây rất là ok, xài cực kỳ. Anh ơi, à, Phú Quanh, trời ơi, cái gì mà lại chúa mà trời ơi, hoài bà Phú Quanh. Bà Thu Quanh, bà rảnh quá bà Thu Quanh. Lấy mình máy sấy đây nè, cắm điện giùm anh. Phía sau lưng anh còn hả? Kệ đi em ơi, kệ đi em ơi. Đó, gì thấy không? Khi mà mình tắm ra thì da mình cực kỳ trắng và cực kỳ sáng luôn. Thì anh chị em nào mua comment số điện thoại giùm cho em như vậy nha. Comment số điện thoại giùm cho em.
nhanh tay lẹ chân quẹo được, comment số điện thoại giùm cho em đi mọi người, mọi người ơi. Tắm trắng AEE skin như vậy nha, là nó có 4 loại, một bộ gồm 4 chai, tắm trắng một lần, tắm trắng hàng ngày và chai body ban đêm và chai body ban ngày. Body đặc biệt là cực kỳ trắng và cực kỳ ok, nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc như vậy nha. Anh chị em nào mua cứ comment số điện thoại giùm cho em thì bên em alo cũng như là tư vấn cho vị. Nhanh tay lẹ chân quẹo lựa giùm cho em, quẹo lựa mọi người ơi. Anh tắm khuya bệnh không? Không có bệnh được đâu em ơi, vẫn bệnh em ơi. Nói nhiều có nghiệp hả? Rảnh mấy con tắm nè, ok, Khánh Loan số thoại luôn, cảm ơn em. Tắm tiếp đi anh, review lại hả? Ê, mày muốn tao sổ mũi hả mày? Hả? Khoái anh nghe nói chuyện quá hả? Phòng tắm tiện nghi, trời ơi, không có tiện nghi đâu chị. Nghe mãi vẫn thích hả? Mềm thằng này như con cá dọn bể, kệ em đi chị Nguyên Anh. Không biết Nguyên Anh là gái hay trai mà vô duyên quá, tôi thiệt nha. Nếu là con gái thì đàn bà là hết xài đó nha. Thuộc dạng mà đàn bà hết xài, ti tiện đó. Thuộc dạng ti tiện, hiểu không? Ganh tị, ganh đua, xấu tánh là bà đó. Lao đấy tắm lẹ đi anh ha, từ từ đi không sao đây em ơi. Trời anh trâu bò không sao đây em ơi. Tắm trễ với anh ok em, trời ơi tắm em ơi, mới làm về tranh thủ tắm rửa đồ này nọ, cái ngồi livestream đồ luôn. Thì anh chị em nào mua để số thoại giùm cho em gì nha, nhanh tay lại chân comment giùm cho em. Đen đi cho Phi là nên tắm giùm cho em gì nha, cảm ơn vậy. Sao kêu chị Quỳnh tắm khỏi tốn tiền hả? Ok Thanh Bạch, ok Thanh Bạch Hào để số thoại luôn. Mới tắm hết nghiệp bây giờ nghiệp rồi. Ok Minh Hoàng, chào Minh Hoàng, xăm cái hình gì vậy? Đó là cái xăm cái hình trong nghề của em thôi chơi. Livestream mà tối đổi màu luôn. Ok Thúy Thoàng để số thoại luôn. Anh ơi, cái thằng La Đà Gia Đạt này tao đã chuẩn bị lóc mày rồi đó. Ok, bạc rồi em ơi. Người ta buôn bán hả? Có nhanh đi chớp nè hả? Có, ủa nhanh đi chớp có anh không? Nhanh như chớp của em không quý vị? Ok Lâm ơi hả? Nhiều người comment mới là sợ mệt lắm em ơi. Ok Bi chân dài, cảm ơn mọi người. Thì anh chị em nào mua comment số điện thoại giùm cho em thì bên em Salo cũng như là tư vấn cho vị. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì cái này là sản phẩm tắm trắng AEE skin gì nha, cái dòng sản phẩm tắm trắng một lần và cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Anh chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho em, cực kỳ trắng tiếu vải hả? Tiếu thì ủng hộ giùm cho em đi mấy anh chị ơi. Mấy anh chị ơi, nhanh như chớp là từng sau là có em rồi đó vậy, nhanh như chớp là từng sau có em quán quân đó vậy. Lao cái đầu mấy cái gương nè, cảm ơn mấy chị đó nhiều. Chào anh Lâm cao thủ, anh cao thủ gì em? Thôi nè tắm nhớ móc ở đây nha, để tao nói mày đỡ dơ nhớ gì nha. Thấy không, mình tắm xong cái da mình nó trắng lắm vậy. Rồi đây nè, em tắm lỗ tai của em luôn vậy, lâu lâu mới tắm này một lần nên phải tắm cho sạch sẽ. Nên chị kêu rồi nè. Anh làm gì vậy? Anh đang sức tắm trắng đó em. Tắm trắng, anh chị em nào muốn tắm trắng thì comment giùm chị em tắm trắng như vậy nha. Tắm trắng AA skin như vậy nha. Cảm ơn vậy, xem hài lắm hả? Cảm ơn gì đó nhiều. Nhanh tay lẹ chân cái này với Mia, cái nào tốt hơn hả? Mia là cái nào? Cái Mia đó em, Mia. Thì bây giờ là ai mà có điều kiện thì mọi người xài cái này giùm cho em. Và nếu như mà ai có cái tiền bình dân, ví dụ như sản phẩm tắm trắng dạng like rất là nhiều để phục vụ cho nhiều đối tượng như vậy nha. Ví dụ anh chị em công nhân thì mình có thể xài những cái sản phẩm như là bình thường thôi. Còn ai mà có điều kiện xíu thì mình xài cái sản phẩm như này là nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ trắng hơn như vậy nha.
Ông Giang nói Thánh Long Nhật và Thánh Lai Chim Bảo Lâm hả? Đẹp trai quá hả? Cảm ơn chị rất nhiều. Nhanh tay lại chân ủng hộ dùm cho em gì nha. Ủng hộ dùm cho em. Tấm trắng AEE Skin là dòng sản phẩm tấm trắng cực kỳ ok và cực kỳ trắng cho mọi người luôn. Anh chị em nào mua bây giờ để số điện thoại dùm cho em. Thích cặp chân mày ông ghê quá trời bán hả? Chân mày thiệt đó vậy? Đây. Thiệt đó mấy má. Ủng hộ dùm cho em nha. Thu Oanh, cảm ơn Thu Oanh. Bụng to quá, kệ tôi đi, kệ tôi đi. Tôi không có thời gian, tôi không phải là vận động viên thể hình. Đừng có vô soi mối tôi này nọ, ủng hộ giùm tôi được rồi. À, nghe kể lỗ mũi sao bị sẹo vậy đây. Hồi nãy em quay chương trình là ta nói cái chương trình được mang tên là cái chương trình là ô hay gì thế này. Là do anh Trường Giang anh làm MC. Rồi cái em ngựa ngựa em xiết cái sầu riêng đó. Em để đầu em ngậm vô họng em quay sao cái xuyên rớt trúng đầu đây, rớt trúng lỗ mũi. Tét mũi luôn. À, anh ơi bốc hỏi xăm ở đâu hả? Cái này xăm ở đâu ta? Quận 1. Đúng rồi em, mình tắm trắng một bước trước, mình tắm trắng một bước trước. Xong rồi cái mình tắm trắng, tắm bằng sữa tắm nha em nha. Cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Nói quá nói hả? Nói gì mới vừa lòng mấy má. Thiệt sự luôn, người ta bán đồ mà không cho ta nói. Mình sống sao vừa lòng đây, ủng hộ giùm cho em ngừng hợp đi. Nhanh tay này chung dịch mặc áo vô, em sẽ mặc áo vô như gì nha. Anh ở Đồng Nai khúc nào? Anh ở Long Thành, Đồng Nai em nha. Ở Long Thành, Đồng Nai, quê hương Đồng Nai. Chào đón một người con rất hài. Diễn hài không vui nên về đây bằng tầm trắng. Em ngưỡng mộ Lâm, cảm ơn em. Anh like là quốc dân rồi hả? Em trời ơi, em like, em có sao em like vậy? Vậy chứ em không có ngừng ngừa, em không có điều điệu gì hết không? Cái này là mình phải tắm cho người ta coi, để cho người ta hay coi cái độ trắng của đó. Và coi nó sẽ tốt như thế nào đó, mọi người thấy không? Ủng hộ giùm cho em ngừng chai cái gì nha, cảm ơn vậy. Đúng rồi, vậy em này em quay cả ngày, đúng vậy em quay cả ngày. Xong rồi giờ em ngồi đem tư vấn cho gì đây. Sản phẩm tắm trắng AA Skin là cái dòng sản phẩm này. Một chai là 490.000. Là chai tắm hàng ngày, còn có chai tắm ban đêm. Thôi trắng lắm vậy, rất là trắng luôn. Mình xài là cực kỳ mê như vậy nha. Tay ai mà đen quá, cũng như là body của ai mà đen quá thì nên sử dụng dùm cho em, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả. Mạnh lên bùi lại cái bàn mà đang bán cái gì nha. Thì ngày hôm nay một điều đặc biệt là mọi người mua một bộ là 1.470.000 thì mình sẽ tặng gì? Một chai tẩy tế bào chết, một chai tẩy tế bào chết. Rồi tự nhiên em muốn sốt quá ta. Đây, một bộ là gồm bốn chai này những gì nha. Đây là tắm trắng ban đêm, đây là tắm trắng, đây là cái tắm trắng một lần và tắm trắng hàng ngày, còn đây là body ban đêm và body ban ngày những gì nha. Chúng ta nên mua một bộ dùm cho em là cái dòng sản phẩm cao cấp và dòng sản phẩm đặc biệt làm trắng da, mịn màng da và sáng da. Đưa cho anh cái khăn đi ấy. Quay cả ngày chưa xong, quay mấy ngày mới xong đâu có gì ơi. Tháng 3 này em đi Ấn Độ nữa vậy, tháng 3 này em đi Ấn Độ em đi hành hương, bây giờ em làm nhiều lắm. Bảo Lâm thông minh nhất đời hả, khu vực Long Thành như thế nào hả? Anh ở Long Thành nghe chỗ trại bò sữa đó em, nghe trại bò sữa Long Thành đó. Ghét nhất cái thằng này hả? À, chương trình nào trên TV thì cũng là điên rồi, trời ơi. Tôi mà vô duyên, tôi mà không nổi tiếng em mời tôi đâu, tôi nói thiệt với bạn á. Bạn nên ghét chính bản thân của mình đi. Bởi vì bản thân của bạn quá kỳ. Bạn đang ganh tị với người khác và bạn đang muốn đạp đổ người khác. Bạn ơi, ông trời cũng có mắt lắm bạn, tôi nói thiệt với bạn đó, ông trời cũng có mắt lắm. Ai mà sống tốt, đương nhiên cái công việc của họ sống làm thành công á. Còn những cái người mà đúc đồng đứng ngoài sau người ta mà xăm soi mà xỉa xói đó, lúc nào họ cũng đi sau người ta hết, đúc đồng cái bóng người ta hết nha. Ghen ăn tức ở muôn đời nát bạn nha, tôi nói thiệt với bạn. Bạn nên ghét chính bản thân của mình đi, tôi nói thiệt. Chị còn bán bông nha em nha, ok tư vấn giúp mình, ok cưng lên số điện thoại luôn. Cảm ơn tư cưng lên để số điện thoại cho anh Lâm nè em ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, anh chị em nào mua cứ comment số điện thoại nha gì nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì sản phẩm tắm trắng này cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn, rất là trắng và xài cực kỳ mịn màng. Anh chị em nào mua cứ để số. Mấy bạn lạ lắm, tôi thiệt, mấy bạn lạ lắm, tôi thiệt luôn á. Tự nhiên của nhà sản xuất người ta không nói thôi, chương trình người ta không mời tôi thôi, tự tôi tụi tivi lúc nào cũng có thằng này. Trời ơi bạn ơi, tôi vô duyên nha. Tôi mà không làm được
việc về việc thì không ai kêu tôi đâu, tôi nói thiệt. Anh làm một tối dễ, ai gì cảm ơn vậy. À, nhanh tay chân xe chim sao dùm cho em, nhanh mai lẹ chân ủng hộ dùm cho em gì nha. Nghe anh khẩu nghiệp giải trí hả? Trời đất ơi. À, bói đi anh hả? Bói gì trời đất ơi, chán quá anh ơi. Ờ, tôi chán lắm má ơi. Có trắng thật không em? À, chị vừa đặt một chai chị quà trần gì nè. Nếu mà không trắng em hoàn trả lại tiền cho chị luôn. Chị ơi, nó rất là hay. Chị giờ nhìn đi. Thúy Ngân trong gạo nếp gạo tẻ cũng đang like cái này nha chị nha, cũng đang like cái này. Bây giờ biết Thúy Ngân không? Đưa điện thoại. Chứ mà anh đẹp quá hả? Anh ơi, mai 9 giờ. Sớm vậy? Anh ơi, like trực tiếp bán kem ở đây mà sao hồi giờ anh đây cái like thật của em, còn tất cả những like còn lại là giả hết nha mọi người nha. Đừng hãy cẩn thận giùm cho em gì, cẩn thận giùm cho em. Thì bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em như vậy nha. Thì đó, nhanh tay lẹ chân, ta nói tấm trắng e skin. Ờ, Á Hậu Thúy Ngân hả, đúng rồi. Quý vị qua Facebook của Thúy Ngân, nó Thúy Ngân cũng đang like cái này, cái dòng sản phẩm này cực kỳ tốt cho mọi người luôn. Nhanh tay lẹ chân, đâu mà dội mà vàng. Chải đầu đi anh hả? Ok em, từ từ chờ Lâm xíu nha em nha. Cảm ơn vậy. Mặt ông căng ghê hả? Ờ, mệt lắm mấy mẹ ơi. Ờ, chiếc bông xinh quá hả? Đẹp quá vậy. Trời ơi, mình tắm gì không? Là cái lỗ tai nó cũng hồng luôn, cái lỗ tai nó hồng luôn quý vị. Đã lắm nha mọi người nha. Thấy thương quý vị. Ờ, ủng hộ giùm cho em xe chim. Hồi nãy lên 5.000 luôn nha Linh nha. Một combo là bao nhiêu tiền? Một combo là 1.470.000. Ờ. Vậy chị vừa đặt là hàng thật không? Chị qua Trần ơi, chị inbox cho Lê Mạnh Linh, Bùi Mạnh Linh dùm cho em. Inbox cho Bùi Mạnh Linh dùm cho em. Thì Bùi Linh sẽ alo chị cũng như là tư vấn cho chị. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Lê Quỳnh Thúy Ngân, dạ đúng rồi. Lê Quỳnh Thúy Ngân là hoa hậu giữa bữa em ăn nguyên chiếc dép con Thúy Ngân quý vị. Thiệt sự luôn, thiệt sự. Quá mệt mỏi. Chị qua Trần, Mạnh Linh Bùi ơi liên hệ qua Trần. Anh ơi, nít này nít phụ mà nhiều người coi cũng mừng rồi hả? Ờ. Trời đất ơi, bây giờ like cái gì gặm like cũng được em mới thiệt. Cái Facebook nào cũng quan trọng, chủ yếu là cái con người của mình cái gì, cái con người của mình á. Ừ. Chứ cái Facebook nó chỉ là cái công cụ thôi. Ờ. Anh muốn mua hàng hả Quanh Nguyễn? Cảm ơn anh Quanh Nguyễn nè, Quanh Nguyễn để số điện thoại giùm cho em đi anh yêu. Anh yêu, anh yêu, anh yêu, để số điện thoại giùm cho em đi anh yêu. Rồi bây giờ anh chị em nào mua comment số điện thoại giùm cho em. Giá của để hả Văn Hiếu, cảm ơn Văn Hiếu nè. Anh Văn Hiếu khỏe không? Bây giờ bói cho anh Văn Hiếu một lá đi, một quẻ đi. Bây giờ em bói nhanh Văn Hiếu một quẻ nhanh Văn Hiếu nha. Văn Hiếu, Văn Hiếu, Văn Hiếu, Văn Hiếu. Văn Hiếu, anh Văn Hiếu. Nè anh ơi, tháng này anh bị mất ách 2 lần nha. Anh uống nước anh hạn chế giùm cho em nha. Uống nước là anh phải cẩn thận giùm cho em, đừng uống nhiều quá sẽ bị mắc ách nha. Mà tháng này anh bị mắc ách 2 lần nha anh nha. À 77 nhiêu? 77 gì? 77 49 49 à 49 kệ đi, 77 đây. Đây à, 77 9 9 16 16 tuổi. Ờ à, đó, nay năm nay anh quen được nhỏ 16 tuổi. Và anh hạn chế uống nước giùm cho em, anh sẽ bị mắc ách 2 lần. À, thế anh dễ thương quá, ủng hộ anh hả Quanh Nguyễn, cảm ơn em. Em nhớ rồi gút đúng rồi. Trời ơi em ăn quy rồi gút. À, Văn Hiếu cảm ơn em. Nhiều con nó xí mứng lắm em thiệt. Đúng rồi, livestream là phải tương tác với người like vậy. Nãy em thấy anh trực tiếp bên kia tưởng thiệt qua đặt combo son ủng hộ á. Trời ơi, Quỳnh Như ơi, trả đi, không phải anh đâu. Trời ơi, bây giờ quý vị ơi, cẩn thận giùm cho em vậy nha. Like là like thật của em, còn những like còn lại dù nhiều khi nó like nó bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Cũng coi bói luôn, em coi bói luôn. Gửi em một bộ nha, gửi sớm cho em nhé. Ok, Hải Nguyễn để số điện thoại giùm cho anh. Anh chị em nào mua comment số điện thoại giùm cho em, xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em những gì nha. Cảm ơn mọi người đó nhiều. Cảm ơn mọi người đó nhiều.
coi bói hả? Em xàm cái gì chứ không phải không biết coi bói gì đâu. Thôi bây giờ em sẽ kết thúc livestream tại đây như vậy nha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều, em chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Mọi người ơi, nhanh tay để chân inbox cho Bùi Mạnh Linh để được sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ ok. Hiện giờ em sẽ kết thúc livestream tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người, xin chào và hẹp lại nha. Bói cho em một quẻ đi hả? Từ 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 có thời gian anh ơi. Cảm ơn quý vị nha, bye bye mọi người, xin chào, hẹp lại một bộ cây xanh hũ để số điện thoại luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, khuyến mãi chị quẻ đi hạ và mai đi nha chị nha. Cảm ơn mọi người ơi, bye bye mọi người, tạm biệt mọi người yêu.